Anh chị em rất thân mến, trong bài đọc 1 thì chúng ta vừa nghe khi loan báo tin vui về vị cứu tinh sẽ đến cứu dân người, thì ngôn sứ Sophonia đã nói rằng hãy vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui lên hỡi thiếu nữ Jerusalem. Người dân Israel được nhân cách hóa bằng thiếu nữ Sion, bằng thiếu nữ Jerusalem. Chúng ta biết Sion là một quả đầu ở Jerusalem, thủ đô của nước Israel. Cho nên khi nói tới Sion hãy đi vui lên là có ý nói với toàn dân Israel là hãy vui lên. Và cái lý do vui lên, lý do đừng sợ, đó là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Thánh Luca trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe thì nói sau cảnh truyền tin thì Đức Maria đi thăm bà Elizabeth, nhưng trong chính cảnh truyền tin Thánh Luca đã làm vọng lại cái lời của ngôn sứ Sophonia mà chúng ta nghe đọc trong bài đọc thứ nhất. Sứ thần Gabriel đến chào Đức Maria mà chúng ta vẫn quen đọc là kính mừng Maria đầy ơn phúc. Còn nếu dịch sát hơn thì phải dịch là hãy vui lên hỡi đầy ơn phúc, cũng như tiên tri Sophonia đã nói hãy vui lên hỡi thiếu nữ Sion, vì Đức Chúa ở cùng bà. Sophonia nói vì Thiên Chúa, Đức Chúa đang ngự giữa ngươi. Để đáp lại cái tình yêu của Thiên Chúa mời gọi Đức Maria làm mẹ đấng cứu thế, Đức Maria đã thưa xin vâng với trọn cái niềm tin yêu